Ariwon bày tỏ sự chán nản khi chứng kiến tình trạng sức khỏe của bản thân. Và hồi tháng 8 vừa qua, bà xã Trấn Thành từng buồn bã cho biết về tình trạng sức khỏe đáng lo ngại. Dây thần kinh bên trái của mình yếu nên không cử động được. Bác sĩ nói rằng nguyên nhân của bệnh này có thể là do cơ thể bị stress nhiều, thiếu ngủ. Sau đó cô nàng phải thường xuyên thăm khám bệnh viện và trở nên lo lắng, nhạy cảm. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, người đẹp đã có tâm trạng tốt hơn so với trước đây. Mới đây trên trang cá nhân, Ariwon đăng tải khoảnh khắc tiếp nhận điều trị căn bệnh liệt nửa mặt. Trong khung hình này, dễ dàng nhận thấy cô che mặt và sử dụng nhiều kem châm vào khuôn mặt. Trước tình trạng hiện tại của bản thân, người đẹp không tránh khỏi cảm giác chán nản và cho biết bệnh liệt beo đã thật sự yếu rồi nhưng tại sao nó mãi chưa được chữa khỏi. Dù bản thân vẫn trong quá trình điều trị bệnh, tuy nhiên cô nàng vô cùng tích cực hoạt động nghệ thuật và thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tại buổi họp ra báo MV mới, Ariwon từng cho biết sức khỏe của cô đã có nhiều chuyển biến tốt hơn. Tôi vẫn đang điều trị, hôm qua vừa đi châm cứu và tôi phải điều trị ít nhất 3 tháng nữa. Tôi buồn hay khóc cũng không thay đổi được, nên cứ cố gắng tích cực vượt qua bệnh. Hồi phục một phần nhưng tôi thấy chưa hoàn toàn, khoảng 90% thôi. Cơ mặt của tôi vẫn còn thấy khó chịu khi cười tươi. Tôi rất mong đến ngày tôi dễ chịu khi cười, bởi người Việt Nam hay nói một nụ cười là mùi than thuốc bổ mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.